nghiệp của các cô ấy, và nhất là bản thân cháu thì hôm nay cũng mặc dù không theo bà nhưng mà cũng là theo dõi rất là sát, thường xuyên là theo dõi cái hoạt động của đoàn như thế nào, mà hôm nay được tham gia cái buổi vui ngày hôm nay thì cháu thấy rất là vui. Và trước hết là cảm ơn cái tình của tất cả anh em trong đoàn, và cảm ơn hiệp hội doanh nghiệp các thuế, cháu là cũng là người ở dưới ở địa phương này rất là có cái điều kiện gắn bó, điều kiện tốt hơn trong cái việc gắn bó với anh em trong cái hội doanh nghiệp các thuế. Thì trong những năm tới thì có những vấn đề, những cái trong cái hoạt động xúc tiến thương mại thì có những cái việc gì, có những cái hoạt động gì mà có thể hỗ trợ một cách tốt nhất đối với các đơn vị, các doanh nghiệp cũng như là các cái địa phương, thì anh em bọn cháu đấy là cái chức trách và trách nhiệm của anh em bọn cháu, thì bọn cháu sẽ hết sức cố gắng, và nhất là trong các công tác tổ chức các đoàn đi giao thương với các doanh nghiệp ở các địa phương khác là ở trong Việt Nam mình cũng là quan trọng, và đi giao thương với các doanh nghiệp ở nước ngoài, nhất các đi với các đoàn bao giờ cũng nói là cái việc mà giao thương với các doanh nghiệp bạn hàng ở nước ngoài làm cái mục tiêu của mình, nhưng mà giao thương ở trong nội bộ đoàn hay nó mới là cái quan trọng và cái sâu xa ở trong mình như thế. Có khi là mình ở đây mình gặp nhau ở đây, hoặc là gặp nhau ở ngoài đường, gặp nhau ở trong một cái đất bàn hàng tháng nào ở Việt Nam, có khi chưa chắc mình đã gắn kết gắn bó được từ cái việc tình cảm hay là tổ chức cái hoạt động giao thương. Thế nhưng mà khi chúng ta đã tổ chức được thành một đoàn, một cái có một cái thời gian để chúng ta có cái sự gắn kết với nhau về mặt tình cảm, thì cái hoạt động trong cái việc mà hỗ tương hỗ lẫn nhau, có thể tạo điều kiện rồi thành đối tác của nhau để phát triển kinh tế, cái việc đó là cũng là một cái việc mà trong cái mục tiêu của giao thương là anh em cháu hướng tới. Thế thì hôm nay cái việc mà cái tổ chức đoàn này cháu cũng mong muốn rằng là thay mặt thôi thì anh Hồ đi bán, nhưng mà cũng là đại diện của một cái trong cái ban lãnh đạo chúng ta giúp đến thương mại công nghiệp, thì cũng mong muốn là chúng ta đi gặp nhau chỉ có mấy ngày ở Trung Quốc thôi, thế nhưng mà chúng ta đã phát sinh những cái tình cảm, phát sinh những mối quan hệ rồi, cháu mong muốn là cái tình cảm này, cái mối quan hệ này được phát huy và dần dần được nâng thêm một cái tầm mới. Cũng như các đoàn trước, cháu tổ chức anh em ở trung tâm xúc tiến thương mại cũng tổ chức các đoàn đi, thì hiện tại bây giờ khi có những cái công việc, khi anh em có công việc hoặc là thường nhật, anh em vẫn tổ chức cái buổi họp mặt tại Hà Nội hoặc là tại một địa phương nào ở Việt Nam mình đấy, là tổ chức là cái buổi gặp mặt của đoàn giao thương. Thì cái đó là thì thường xuyên chúng ta có những cái sự trao đổi, những cái sự thảo luận. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các chú và tất cả các bạn bè anh em trong đoàn, và cũng mong muốn sẽ có những sự hợp tác lâu dài hơn để chúng ta tiến thương mại trong thời gian sắp tới. Cảm ơn. Anh hát bài nhỉ? Hát thì nghe hát nhẹ. Em xin có ý kiến một chút này, là trong cái chuyến đi Việt Nam đến nay này thì em có vào trong chỗ anh Hùng là chỗ tham tá bên thương mại bên Việt Nam Trung Quốc, thì em có biết được thông tin là mình chưa cung cấp được giao thương giữa bưởi Việt Nam sang Trung Quốc, mà em thì chuyên cái ngành về bưởi, thì em cũng đang muốn là có một cái chút ý kiến góp ý anh đề xuất là sao để bên người Việt Nam mình hay là bên nhà nước Việt Nam mình sớm có cái điều chỉnh làm sao để quan hệ với Trung Quốc đàm phán với các cơ quan của bạn. Ừ. Để làm sao đưa được cái bưởi, thì em là cái người đi sâu rất về rất sâu về cây hay quả có múi và cũng rất là lo lắng cho bà con nông dân, thì tiến tới bây giờ bà con đang sản xuất với cái số lượng là tương đối lớn, nhưng mà theo em nghĩ như anh Việt vừa nói là mình phải có cái nguồn nguyên liệu trước khi mình có ký kết hợp đồng, thì cái đấy là em đang xây dựng cái vùng nguyên liệu rất lớn của cả nước, mà cái tầm ảnh hưởng những người nông dân như em đang muốn là cái lượng hàng phải rất là ngon và chuẩn đưa ra thế giới. Thì ở Việt Nam mình nó có một cái lợi thế như này này, đất đai khí hậu thổ nhưỡng rất là tốt. Mình đi đoàn mình đi đấy thì ở bên Vân Nam Trung Quốc là đa phần là đồi núi rất là khó canh tác để trồng cây, mà hỏi ở Trung Quốc, em hỏi nhiều người ở Trung Quốc, kể cả chị phiên dịch viên, thì ở Trung Quốc ở Vân Nam nó không trồng bưởi, nó không trồng cây ăn quả có múi, thì nó nhập từ bên Thái Lan bên Việt Nam qua đường tiểu ngạch và nhập vào Phúc Kiến, thì Phúc Kiến sang Vân Nam nó lại xa hơn từ Việt Nam sang Vân Nam đấy. Thì hiện tại bây giờ trong siêu thị lớn như em đi vào thì em cũng mua sản phẩm mang về từ, thì cái bưởi đấy nó cũng ngon và giá trị bán ở siêu thị nó cũng rất là lớn, rất là cao,
Thế nhưng mà nếu so với hàng Việt Nam thì nó không bằng cái hàng xấu của Việt Nam luôn, không bằng cái hàng kém chất lượng của Việt Nam. Thế thì tại sao là mình không tự tin? Em là em đi muốn cho tự tin của bà con nông dân có cái điểm để mà phát triển sau này có cái đầu ra thì vận tải thì anh em mình ok rồi. Em có ý như thế để sau này để bà con có thể không phải chỉ xuất riêng Vân Nam, Trung Quốc hoặc các tỉnh khác của Trung Quốc mà sau này có thể xuất sang các nước khu vực và trên thế giới. Ngày mai làm đơn lên gửi lên cục xúc tiến. Với cái chức năng nhiệm vụ thì có cái sự đề đạt và không phải là kể cả hai sự đề đạt nên mình đang chú tâm đến cái đấy, nhưng mà phải cái đấy phải làm với các rất nhiều các cơ quan của các cái nhà nước, của các không những là của nhà nước trung ương mà cả các nhà nước địa phương. Mỗi địa Trung Quốc ở mỗi địa phương nó lại còn có những cái khác, cái cục kiểm dịch thực vật của động thực vật của Vân Nam khác, của Nam Ninh lại khác. Đấy là mình có đường biên giới của mình giáp với hai tỉnh đó. Thế nhưng mà đã có rất nhiều cuộc làm việc rồi, nhưng mà để mà thông thương được thì nó còn rất nhiều cái thủ tục. Thế cho nên là thôi, trước mắt thì cũng có cái ghi nhận những cái đề đạt mà anh em cũng sẽ tham mưu cho chỗ lãnh đạo của trung tâm và lãnh đạo bộ nông nghiệp có những cái làm sao để mà sớm có những cái hợp tác. Không nhất thiết là phải làm đơn, không nhất thiết là phải làm dần dần. Là mình muốn đưa được cái hàng của mình ra nước ngoài thì đầu tiên đúng là phải. Thế hôm nay thì có hai chú mua con chú Tâm với này chú Việt với chú Lập cũng quê hương Hoài Đức mình thì có một số cái nghiệp vụ mặt hàng như là bánh kẹo rồi nghề nông sản rồi thì một số ngành cũng hy vọng là hai chú lãnh đạo ở bên chú nói với Trung Quốc là chú đã biết khác quê rồi. Nhưng mà nấu anh khác để biết khác quê. Nấu anh khác được không? Biết quê có khác được. Không biết là biết khác quê à?